Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Câu chuyện Thế giới trên FBNC. Ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu về đất nước Philippines. Thưa quý vị, lạm phát, giá cả lương thực tăng cao, nợ công tăng mạnh, Philippines đang đối mặt với nền kinh tế u ám. Đây là thách thức lớn đối với chính quyền tân tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Liệu nhà lãnh đạo này đang có những kế hoạch gì đột phá để lèo lái đất nước thoát khỏi muôn trùng khó khăn? Mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi ngay sau đây. Theo tờ Asia Times, nhà lãnh đạo mới của quốc gia này đã cảm nhận được sức nóng bủa vây nền kinh tế đất nước. Chỉ vài tháng trước, ông Marcos Jr. đã kỳ vọng nền kinh tế của Philippines sẽ dần được phục hồi trong nhiệm kỳ của ông và sau đó là bước vào quỹ đạo phát triển vượt bậc. Sau 5 quý suy thoái liên tiếp từ năm 2020 đến năm 2021, quốc gia Đông Nam Á này đã nổi lên là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực. Vào tháng 4, chỉ một tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Philippines 2022, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB có trụ sở tại Manila dự báo nền kinh tế Philippines sẽ tăng trưởng 6% vào năm 2022 và tăng thêm 6,3% vào năm 2023, đưa quốc gia này đi trên con đường ổn định, có thể trở mình mạnh mẽ, phục hồi kinh tế nhanh chóng sau đại dịch. Tuy nhiên, khủng hoảng Ukraine kèm theo những cú sốc đối với thị trường toàn cầu đã khiến những nền kinh tế mới nổi như Philippines bị chao đảo và khiến tình trạng lạm phát gia tăng. Đầu tháng này, cơ quan thống kê Philippines cho biết tỷ lệ lạm phát của đất nước đã đạt 6,1%, mức cao nhất vào tháng 6, cao hơn đáng kể so với mức 5,4% được ghi nhận vào tháng 5 và 4,9% vào tháng 4. Hiện tại, Philippines vẫn đang quay cuồng với tình trạng kinh tế bất ổn do đại dịch Covid-19 gây ra. Các tầng lớp nghèo ở nước này đang gồng mình với cảnh giá cả những mặt hàng cơ bản tăng chóng mặt. Năm ngoái, gần 1/4 dân số Philippines sống dưới mức nghèo khổ, trong khi hàng triệu người khác thất nghiệp, thiếu ăn. Theo kết quả một cuộc khảo sát gần đây do Burns Asia Research thực hiện cho thấy, cứ 10 người Philippines thì có 6 người quan tâm đến tình trạng lạm phát và mong muốn chính phủ có những biện pháp cứng rắn để kiểm soát tình trạng giá cả leo thang. Chính quyền tân tổng thống Marcos Jr. đã cam kết sẽ triển khai các khoản trợ cấp và thắt chặt các chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, những biện pháp này có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tăng tỷ lệ thâm hụt ngân sách, cũng như các khoản nợ công của chính phủ. Theo các nhà phê bình, ông Marcos Jr. đang phản ứng một cách chậm rãi và đầy cảnh giác. Khả năng xảy ra vấn đề giá lương thực tăng cao sẽ là phép thử liệu ông có chiếm được lòng tin của người dân hay không. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, nhà lãnh đạo đã hứa sẽ đưa ra các chính sách giúp giảm một nửa giá các mặt hàng lương thực cơ bản như gạo. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Marcos Jr. đã hứa hẹn về một kỷ nguyên kinh tế mới thịnh vượng và nhanh chóng xóa đói giảm nghèo ở đất nước. Ông thậm chí còn tự bổ nhiệm mình giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp để trực tiếp ban hành các biện pháp tăng cường an ninh lương thực quốc gia. Nói về việc chi phí hàng hóa cơ bản tăng trong những tháng gần đây, ông Marcos Jr. bày tỏ nghi hoặc về số liệu thống kê của chính phủ và đổ lỗi nguyên nhân tăng giá xuất phát từ biến động ngoại hối và chi phí nhập khẩu tăng cao. Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức, ông Marcos tuyên bố, lạm phát là một vấn đề xảy ra ở khắp mọi nơi, không chỉ Philippines. Đồng thời, ông tuyên bố không đồng ý với con số lạm phát mà các cơ quan chính phủ đã báo cáo. Khi được hỏi ý kiến về tỷ lệ lạm phát 6,1% vào tháng trước, nhà lãnh đạo nói, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không đồng ý với con số lạm phát đã được công bố, vì tỷ lệ không thể cao đến như vậy. Mục tiêu của chúng tôi là giữ mức độ lạm phát ở dưới mức 4% hoặc thấp hơn. Trong khi đó, các nhà hoạch định kinh tế hàng đầu của quốc gia này đã vạch ra các chiến lược cụ thể để kiềm chế lạm phát. Điển hình nhất là vào tuần trước, Ngân hàng Trung ương Philippines BSP đã tăng mức lãi suất cho vay qua đêm thêm 75 BPS lên mức 3,25%. Ngoài ra, Manila được cho là đã mạnh tay thi hành các chính sách tiền tệ và thuế quan, đặc biệt phải kể đến việc loại bỏ hoàn toàn các hạn chế đối với việc nhập khẩu lương thực. Tuy nhiên, một số nghị sĩ lại cho rằng, điều này sẽ phá hoại nền sản xuất trong nước và trực tiếp đẩy hàng triệu nông dân vào cảnh nợ nần. Cùng chung quan điểm, Liên đoàn Nông dân Tự do FFF cũng cho rằng việc nhập khẩu gạo quá mức sẽ khiến cho nông sản trong nước bị đình trệ, dẫn đến khủng hoảng thừa. Ông Roque Montemayor, giám đốc của FFF cho hay, hầu hết người tiêu dùng đều không cảm thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa sản phẩm nhập khẩu và trong nước. Tuy nhiên, đối với người nông dân, đây không khác gì một đòn chí mạng giáng vào kế sinh nhai của họ, khi giá nông sản trong nước giảm mạnh, kéo theo đó là nợ nần và khó khăn. Thượng nghị sĩ Francis Joseph G. Escudero cho biết, cách duy nhất để tránh khỏi vấn đề này là cả chính phủ, doanh nghiệp và người dân cùng hành động bằng việc chi tiêu, đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực nông nghiệp. Hiển nhiên là không ai muốn phải chi quá nhiều tiền cho việc nhập khẩu lương thực, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể tự đảm bảo.
Ông còn ước tính rằng mỗi năm người nông dân nước này mất đi nguồn thu 66 tỷ peso, tương đương 1,2 tỷ đô la Mỹ. Với vai trò kiêm nhiệm Bộ trưởng Nông nghiệp, ông Marcos Jr. hiển nhiên hiểu rõ những khó khăn mà người nông dân nước này phải đối mặt. Trong bài phát biểu tranh cử cũng như nhậm chức của mình, ông đã hứa sẽ tăng cường sản xuất trong nước và hỗ trợ nông dân. Tuy nhiên, ý tưởng này ngay lập tức đã bị dội gáo nước lạnh khi gặp trở ngại từ trong nội bộ chính phủ. Điển hình là Bộ trưởng Tài chính Benjamin Diokno đã kiên quyết giữ nguyên lập trường. Khi đề cập đến luật thuế quan, ông Diokno luôn cho rằng việc nhập khẩu lương thực ồ ạt là giải pháp tốt hiện nay bởi vì giá gạo hiện tại đã quá cao và việc nhập khẩu sẽ góp phần bình ổn giá. Ông còn cho biết, hàng năm chính phủ vẫn đều đặn duy trì một quỹ trợ cấp gạo RCEF để hỗ trợ nền sản xuất trong nước và thu nhập của người nông dân. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có cho thấy quỹ RCEF hiện nay mới chỉ đạt mức 8,4 tỷ peso, tương đương 150 triệu đô la Mỹ, còn cách rất xa con số 66 tỷ peso, tương đương 1,2 tỷ đô la Mỹ đã đề ra. Đối mặt với thông tin trên, vị bộ trưởng cho biết mọi chuyện đều nằm trong tính toán của chính phủ và họ có đủ nguồn lực để hỗ trợ các lĩnh vực dễ bị tổn thương trước các tác động bên ngoài, cụ thể là vấn đề năng lượng. Thực tế, trong năm nay, Manila đã phân bổ lần lượt 47,5 tỷ peso và 16,7 tỷ peso cho các gói hỗ trợ về chính sách năng lượng. Việc chi tiêu tiền trợ cấp thực chất chỉ là giải pháp tức thời của Philippines nhằm chống chọi với cơn bão suy thoái hiện nay, bởi việc tăng trợ cấp sẽ góp phần tạo gánh nặng cho chính phủ trong việc giảm thâm hụt ngân sách và kiềm chế lạm phát. Ngoài ra, nợ công cũng là yếu tố cần được tính đến trong các chính sách kinh tế của vị tân tổng thống Marcos, khi hiện tại tỷ lệ nợ công trên GDP của nước này hiện lên mức 63,1%, mức cao nhất trong gần hai thập kỷ. Trước đại dịch COVID-19, Philippines đã cố gắng giảm tỷ lệ nợ công xuống mức thấp kỷ lục 39,6% vào năm 2019. Tuy nhiên, do tác động của COVID-19 và hàng loạt diễn biến phức tạp của tình hình trong khu vực và thế giới, Manila được cho là đã phải ngậm ngùi vay thêm tiền từ các quốc gia khác để vượt qua thời gian này. Lựa chọn này đã khiến kế hoạch cắt giảm nợ công bị phá sản. Cần lưu ý là khi tỷ lệ nợ công cao hơn ngưỡng 60%, các tổ chức xếp hạng tín dụng sẽ xếp quốc gia đó vào diện lưu ý đặc biệt. Trong bài bình luận mới nhất của mình, Moody's Analytics cho biết, mặc dù một số quốc gia Đông Nam Á đã có một số cải thiện đáng kể, nhưng nhìn chung tình hình vẫn còn khó khăn. Đồng thời họ còn cho biết, Philippines là một trong hai quốc gia tăng trưởng kinh tế chậm nhất khu vực và cảnh báo chính phủ cần có những biện pháp cải thiện nhanh chóng. Bên cạnh giải quyết các vấn đề kinh tế đau đầu nói trên, từng tổng thống Philippines vẫn thúc đẩy chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng đầy tham vọng mang tên Xây của chính quyền tiền nhiệm. Theo Marcos, chính phủ mới sẽ tiếp tục triển khai các dự án xây dựng trung tâm kỹ thuật số, hệ thống đường sắt, đường cao tốc và cầu trên khắp cả nước, dựa theo tiêu chí không nơi nào bị lãng quên, không khoản đầu tư nào bị lãng phí. Giới chuyên gia đánh giá, các dự án mới sẽ giúp Philippines kết nối các khu vực trên cả nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Một khía cạnh tích cực khác là các dự án này có thể tạo ra thêm nhiều việc làm cho người dân. Theo dữ liệu của Cục Công trình Công cộng và Đường cao tốc Philippines, tính đến tháng 5 năm nay, các dự án xây đã tạo ra 6,5 triệu việc làm mới từ năm 2016 đến năm 2020. Thành quả là các tuyến đường cao tốc, các cây cầu ở quốc gia này đã được mở rộng, góp phần kết nối các đảo với nhau và với các khu vực đô thị hóa cao. Dưới thời ông Duterte, hơn 40.000 km đường bộ đã được xây dựng, sửa chữa, mở rộng, trong đó có hơn 3.100 km đường phục vụ du lịch, 999 km đường dẫn vào các khu công nghiệp và hành lang thương mại, 573 km đường kết nối đến cảng biển, sân bay và nhà ga để tăng cường hơn nữa các hoạt động hậu cần, vận tải và kinh tế tại các đầu mối giao thông trọng điểm này. Đã có hơn 6.800 cây cầu được xây dựng, mở rộng, nâng cấp, cải tạo và củng cố, hơn 2.700 km đường nối từ nông trại đến chợ FMR đã hoàn thành. Để đảm bảo nguồn cung cấp lương thực ổn định trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu và lạm phát tăng cao, Tổng thống Marcos đã ra lệnh ưu tiên xây dựng FMR để vận chuyển sản phẩm dễ dàng hơn, do đó tăng năng suất và thương mại địa phương, trong khi giảm chi phí vận chuyển. Để thực hiện cam kết này, theo ông, chính phủ phải ưu tiên các khu vực sản xuất nông nghiệp để giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng. Ông cũng nhấn mạnh các dự án cơ sở hạ tầng nông nghiệp cần phải được xây dựng, chống lại được các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu như lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác. Vị Tổng thống cho biết, ông cũng sẽ đưa ra một kế hoạch tổng thể về FMR để thúc đẩy an ninh lương thực và tăng cường phát triển các khu vực nông thôn. Kế hoạch xây dựng FMR hiện đang được tiến hành để đạt được mục tiêu hoàn thành vào tháng 7 này.
Ngày 9 tháng 7, Cục Công trình Công cộng và Đường cao tốc Philippines đã thông báo về việc xây dựng một tuyến FMR dài 1,4 km cho cộng đồng nông dân Barangay Belife ở Cabanatuan, thành phố Nueva Ecija. Sau khi hoàn thành, con đường sẽ cung cấp một tuyến đường nhanh hơn và an toàn hơn để nông dân vận chuyển nông sản và hàng hóa tươi sống đến các chợ lớn của Nueva Ecija. Thưa quý vị, câu chuyện về tình hình kinh tế của Philippines của chúng tôi ngày hôm nay đến đây đã kết thúc. Quý vị nghĩ sao về các biện pháp phát triển đất nước của tân Tổng thống Marcos Jr.? Hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé. Đừng quên bấm theo dõi kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.